Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Quy trình chúng ta kiểm tra đàn ong này em thấy anh mới mở là rất mạnh đấy ạ. Quý anh chị nhé. Rất mong quý anh chị xem đây, dạo này thì em cũng ít về ong ạ. Em hoa nhiều mà. Đợt này là ong nó lạnh quá em không kiểm tra được nhé. Giờ hôm nay em sẽ mở kiểm tra xin quý anh chị xem ạ. Như cái đàn ong của chúng ta đây. Rồi để yên. Mấy mèo à? Lấy mèo rồi. Mèo ra ngoài bằng ngoan luôn. Ừ, nằm ngoài là mạnh này. Đây quý anh chị đang lấy mèo đây nhé. Để hiện tại giờ hôm nay nó đang là gần Tết rồi. 29 Tết Tây rồi quý anh chị nhé. Ui. Quá đẹp rồi, ba cầu quý anh chị ạ. Cầu. 4 cầu à? Nhìn hoảng quá, 4 cầu quý anh chị nhé. Em hoảng quá. Chú tơ luôn à? À con này mất à hả? À tách mất đúng rồi. Ổ này ổ em bắt ổ mối rắn mối được quý anh chị nhé. Đúng không? Ổ này bắt ăn mối về đây. Em vẫn nhớ mà. Quay vẫn nhớ nhưng mà hiện tại giờ như vậy thì nó giữ quá, vẫn giữ quý anh chị ạ. Em nhìn thấy giữ đó. Khung giữ nó để bảo vệ. Đàn đi mất rồi vẫn đông rồi. Thấy đàn đi mất rồi vẫn đông thì nó mở ra vẫn được trước cửa hàng quý anh chị này làm về rất nhiều này. Để mở kiểm tra cái ổ này thì nên lau cầu cho nó anh Trường ạ. Mùa này thì cái ổ này hiện tại giờ thật sự thì anh đến thời điểm này là nếu mà bà con nào mua được những ổ như này rất mạnh quý chị nhé. Anh cũng đang có ý định đợt này là anh có thanh lý bán vài ổ quý chị nhé. Bán vài ổ thì quý anh chị bà con chúng ta mà ở gần khu vực Đồng Hới đấy thì mua đàn này về là phát triển rất rất khá đấy. Vì ong nó mạnh như này quý anh chị. Hiện tại giờ năm nay thời tiết nó thuận. Nên anh đang kiểm tra lại cái đàn ong này cụ thể như nào mà anh bẻ đây loại trừ cái lưỡi mèo đi nhé. Cái lưỡi mèo đang nằm ở cái tay anh đang cầm đấy ạ. Em đang đứng góc này đấy ạ. Nó đang đuổi em quý chị nhé. Em khiếp quá. Trường mà không cắn chích vào tay mâm. Hiện tại hôm nay mùng 4 tháng 12 âm quý chị nhé. Vào nhằm 29 Tết ạ. À 29 Tết Tây quên, 29 Tết mình đâu mà. 29 tháng 12 Tết Tây đó. Để anh em đứng bên góc này để anh cầm cầu lên thôi. Đó lưỡi mèo. Ui. Lưỡi mèo chỗ bán ngăn này quý chị này. Đó. Lưỡi mèo to nhá, anh bóc một cái rồi, giờ còn cái đây. Nên cắt bóc bỏ ra. Loại đi quý chị nhé, không nên để ạ. Mấy mèo mật đó chảy á, biết rồi em nhìn thấy. Trước cửa nó đây quý chị, mở ra động của nó. Để cho ăn mật về để xa ra chứ để gần thì nó lại chúa ra đẻ. Cầm cầu lên thử coi đấy. Anh để xa cho ăn mật. Không cho chúa sao? Chứ cái tấm đấy để giữ nhiệt ấm cho ong gì nhé. Mùa đông chúng ta cần ạ. Đường đẹp. Phấn hoa nhiều quá. Các bác nhìn đây phấn hoa rất nhiều nhé. Lượng mật thì trên cũng có lượng mật rồi. Cấu lên mọi lau. Mới nào? Lau rồi mà còn chơi được mèo. Mới nào xây nó chưa mới xây xong nó chưa ấy. Nhưng mà đang bắt đầu chúa sang đẻ quý chị nhé. Nào mấy ngày nào? Thì thối quá. Tuần chưa? Được tuần khoảng tuần quý chị. Ui, lưỡi mèo bên này nữa nó dính sang. Dính đẹp nhau đấy, đẻ rồi, đẻ đẹp rồi. Đây quý anh chị nhìn thấy ở dưới vàng ươm nữa. Mẹt bên này vàng ươm biết không? Hai bên lưỡi mèo nằm ra. Thôi nữa đẻ đây thôi như sao nữa. Bố mà xây tách đi con mù chúa đó. Cái mù chúa kìa. Rồi là nhìn mù chúa đó. Em nhìn thấy góc đây góc mù chúa đó. Nở rồi. Nở rồi, biết rồi, cái mù chúa nó tách đi rồi. Ý là con chúa tách đi, chúa này chú con tơ nó để lại là vẫn đang đẻ khỏe. Tức là con tách đi thì là con khỏe nhưng mà hiện tại là con chúa này đẻ rất khá quý chị nhé. 4 cầu ạ, à. Em nhìn thoáng qua lúc bỏ 3 cầu giờ 4 cầu thiệt nhìn vào. Nó tách đi ăn còn một cái mủ nguyên anh chưa ấy ạ. Chưa bóc ạ. Nói chung là một năm thì nghề nuôi ong chúng ta nếu nuôi nhiều như này thì chúng ta không anh cũng phải bị thất thoát vài ổ các bác nhé, chứ không phải là 100% đâu ạ.